Chào mừng quý vị trở lại với Xe Lăn Thanh Tuấn. Thưa quý vị, là có rất nhiều các cái khách hàng từ xa muốn mua một chiếc xe lắc cho người thân của chúng ta, có thể là chúng ta trao tặng, hoặc cũng có thể là có một số các cái nhóm thiện nguyện muốn mua để có thể là gửi tặng những cái mà cái người có hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại nó là với cái mẫu xe lắc thì quý vị nhìn thấy nó rất là dài 1m7 và ngang thì được khoảng tầm như là trên 60cm, và nếu mà vận chuyển thì chi phí rất là lớn. Thì Thanh Tuấn Medical đã có một cái giải pháp là chúng tôi sẽ tháo cái phần bánh trước và chúng tôi chỉ còn cái phần bánh sau, và chúng tôi sẽ làm sao có thể là nhỏ gọn nhất để giúp cho quý vị vận chuyển, làm sao chi phí vận chuyển thấp nhất, mà cái thứ hai nữa là vận chuyển tới quý vị thì đảm bảo là cái sự còn nguyên vẹn của một chiếc xe. Thì quý vị mời quý vị vào đây ạ. Thưa quý vị, là với cái chiếc xe lắc của một quý khách hàng của chúng tôi tại Định Quán Đồng Nai có đặt, và chúng tôi đã tháo cái phần bánh trước. Đó, đây là một cái chiếc xe lắc bằng inox. Đó, chúng tôi đã đóng một cái khung rất là chắc chắn với cái khung bằng ba lết. Đó, chúng tôi đã gia cố rất là chắc chắn như thế này thì có thể là vận chuyển được tất cả các địa điểm toàn quốc tại Việt Nam. Và với cái chính sách hậu mãi và cái chính sách bảo hành toàn quốc thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị vận chuyển và bàn giao cho tới nhà quý vị, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Và nếu mà quý vị có quan tâm hoặc là muốn đặt xe lắc, hoặc là các cái xe lăn, hoặc là các cái xe lăn điện, từ xe điện 3 bánh hoặc là xe điện 4 bánh, thì đều có thể là liên hệ cho Xe Lăn Thanh Tuấn. Số điện thoại của chúng tôi là 02543921527, hoặc là cái số điện thoại cầm tay là 0937679272. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc.